Này bán cân bao nhiêu tiền đấy? Cân mình. Hãy
ना। Bắt cáo á, nhanh rồi. Bắt dạ, này, tiền lo thôi. Hả, mỏng mỏng ha. Chết chết. Dẫn á. Này bán như nào đấy? Bà này bán cân bao nhiêu tiền đấy? Cân 10. Thì lấy cho 2 cân đi. Còn nó phát cho bao nhiêu em? 10.000 một cân. Lấy cho anh 2 cân. Anh bị kia đó. Nó cày em. Em hết đi. Bao nhiêu đấy? Cân bao nhiêu? Thank you.
Bát mẹ rửa này. Cơm thì tối cho ăn cơm nào. Đấy, được rồi, chân bát mẹ rửa. Đũa.
đâu rồi tính chia tải chứ tôi muốn cho hắn lại cho tôi nó trả lại mày trả lại vậy cho tôi là tôi muốn cho hàng mà trả lại quá mà trả lại tôi muốn cho hàng kia nhà ba tính chia hết bao mẹ làm mình xem nó nhà mình nhà mà tốn tiền quá của mình nhà cái kiến tổng mới nay à tao nổ một cú to mình cua hết xia đặt thành hiên thấy hiên cái tốn cái cua hết xia đặt thành hiên hắn đặt tốn hàng nhà ba cái cua tốn tăng tốn mà hắn đặt tốn mua hàng nhà tiên rồi cô à mua ta luyện cho ta nhục cô nhẫn căn đi chỗ cho cả hàng luyện chỗ hỏi hết xia cái tải đi ba thì hết xia cua tốn hắn đặt hắn giờ xin rồi cô tăng tốn nhà nữa tốn tốn có một tốn tốn nhà ta chỉ một mình mà tao giống cô mày nay nhé mình chị mới mình nghe mẹ tàu dâm nó à cha mẹ dâm nó à nó à cha mẹ nó tàu dâm nó à cái họ mẹ tàu dâm nó à mẹ thương thank you.
sống mà theo dòng cái mẹ cho nó ấy nó à cái mẹ cho nó nhà nó tập dòng cái mẹ cho nó chơi cho nó
cầm tôi.